Ngày 9 tháng 12, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 12 nghi phạm. Đường dây này do Trần Nguyễn Minh Thiện, 28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và Trần Minh Hiền, 32 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long cầm đầu. Trước đó, qua nắm tình hình, C02 phát hiện nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn. Công an xác định đường dây này do Thiện cầm đầu. C02 cho biết các nghi phạm đa phần đều rất trẻ, có trình độ về công nghệ thông tin. Đáng nói, nhóm này thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh, thành như thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Nha Trang. Ngay sau tháng 12, khi các nghi phạm đang ở trong một khách sạn tại tỉnh Khánh Hòa thì bị trinh sát C02 bắt giữ. Đồng thời, C02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự 12 nghi phạm để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các nghi phạm trong đường dây đều thuộc thế hệ 9X, giỏi công nghệ thông tin, sống cuộc sống sang chảnh, hào nhoáng, ở chung cư cao cấp, thường xuyên đưa hình ảnh ăn chơi lên mạng xã hội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi liên quan của các nghi phạm. C02 cũng cảnh báo người dân không tham gia cá độ bóng đá vì đa số đều thua, nhà cái ăn tiền.